ngồi đó cũng khá lâu mà không có gọi được bé ra. Thì một hồi mình nói thêm một hồi nữa có lẽ là bé nghe, thì giống như là bé xuất hiện ra ngoài. Chào cả nhà, chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube KVlog nha. Thì cả nhà ơi, hôm trước thì mình có nói là mình sẽ trở lại dẫn cậu bé mà mình gặp đi. Cái cậu bé mà mình nghĩ ra đó là chắc là do cũng như là bị người ta hại rồi mất cả nhà. Thì mình trước khi mình vô đó thì mình cũng có muốn chia sẻ với cả nhà như thế này. Thì những đứa bé mà mồ côi cha mẹ thì cả nhà thương nó không hết cả nhà. Thì nói thật ra mình cũng không biết nói sao cho nó đúng. Nhưng mà ai muốn bất cứ một người nào đó muốn khởi tâm làm một cái chuyện gì đó xấu á, thì cũng phải suy nghĩ lại. Vì những đứa bé này nó tội nghiệp lắm. Thì mình hôm nay mình gặp được nó thì mình cũng rất là vui khi mình giúp được nó. Khi mà một người sống giúp được thì nó rất là đỡ hơn. Còn một người đã mất rồi thì mình chỉ giúp được cho họ được giải thoát thôi cả nhà. Thì bây giờ cả nhà cùng vào trong với mình cũng như là muốn cùng vào trong với mình đi. Mình sẽ vào tiếp với nó thêm một lần nữa và sẽ dẫn nó đi vào trong chùa luôn cả nhà. Thôi giờ mình đặt máy, mình làm lẹ lẹ đi, càng nhanh càng tốt. Thì cái nhà giờ mình lại mình cúng cái nhà cầu cho nhỏ nhóc này lên đi dẫn cho đi luôn cho rồi, thấy tội nghiệp quá. Dạ, cái quan trọng nhất mà lại quên.
Con trai ơi, lần trước chú có đến đây tại vì lần trước chú xưng anh, nhưng bây giờ chú xưng chú tại vì chú thấy tới tuổi của con như tuổi con của chú thôi, cho nên chú xin gọi là con là con, chú được xưng gọi là chú. Nhưng mà bây giờ thì chú đến đây rồi. Hôm trước là chú nói là chú sẽ đến đây giúp con đi vô trong chùa. Nếu như con thật sự muốn đi vào chùa thì hãy xuất hiện ra đây, thì chú sẽ dẫn con đi. Nhưng mà trước khi đi thì chú có một số chuyện dặn dò, hy vọng là con sẽ xuất hiện ra để cho chú cũng như là dặn dò con một chút xíu chuyện như thế này. Kỳ lạ, con có còn ở đây không? Còn có ở đây thì con đi ra, con gặp chú đi, chú dẫn con đi. Ủa, con sợ điều gì hay sao? Vô trong chùa con nghe được tiếng kinh, tiếng kệ, con nghe được lời Phật dạy, con nghe là những lời thuyết pháp của những vị sư. Vô đó con được hưởng nhang, con được ăn uống đầy đủ. Nếu như con muốn đi vô chùa thì con phải ra đây. Chú hứa là chú giúp là chú sẽ giúp. Con đừng có sợ gì hết, con hãy xuất hiện ra đi. Kỳ đó. Chú dùng cái này đưa con vào, rồi đến chùa của chú này đưa con ra, chứ chú không có phải là chú bắt con gì hết á. Con yên tâm nha. Động tiêu trời. Mừng quá, con đến này. Con à, hôm trước chú có hứa là chú sẽ đến đây dẫn con đi vô chùa, nhưng mà nãy giờ chú cứ trông hoài con không có ra.
chú rất là lo, không biết là con có sợ điều gì hay không, hay con có bị cái vấn đề gì hay không. Nhưng mà con ở đây rồi, chú mừng quá. Bây giờ là con có thật sự là muốn đi vô trong chùa không? Đó. Muốn vô chùa thì chú sẽ dẫn vô trong chùa. Chứ ở đây đói lạnh. Vô trong chùa có nhang, khói sẽ cho con một cái hơi ấm. Đó. Và cái linh hồn của con nó sẽ không có còn như là giấc da giấc dưỡng ở ngoài này nữa. Con sẽ được có một góc để con ở trong đó. Hằng ngày con nghe được tiếng kinh, tiếng kệ. Con nghe được lời Phật dạy. Nghe được lời dạy, thuyết pháp của những vị sư. Thì con sẽ mau mau thôi. Giờ trước tiên á, con vô đó thì chú muốn dặn con như thế này. Chú không biết con là có giận, có hờn hay là có quán hay không. Đó. Nhưng con á, cái thứ nhất, trong mỗi kiếp con người, có người thì số mạng á, thì sống rất là thọ. Còn một con người á, thì số mạng rất là ngắn ngủi. Con hãy xem như là cái số mạng của con nó ngắn ngủi đi. Đó. Được, con hãy buông thả ra hết, con đừng bao giờ suy nghĩ hay tư tưởng gì đó oán hận bất cứ một ai. Đó. Bây giờ con thấy đó, khi con đã là một linh hồn rồi thì bất cứ đồ vật gì con đụng cũng không được, con ăn cũng không được. Con chỉ nhìn đó vào một cái tâm hồn của một đứa trẻ thì chắc chắn là con gặp đồ ăn con sẽ rất là đói, con muốn ăn cũng muốn ăn không à. Nhưng mà con ăn không có được. Đó. Cho nên con hãy cố gắng. Con hãy cố gắng vào trong chùa nghe lời kinh của thầy, nghe lời thuyết pháp của những vị sư nghe con. Chú đến đây là sẽ dẫn con đi. Thì bây giờ nè, hiện tại bây giờ chú sẽ dùng cái hồ lô này. Con đừng có sợ, chú sẽ đưa con vào trong này. Và đến chùa chú sẽ đưa con ra được. Chú đưa con vô được là chú sẽ đưa con ra được. Đó. Cho nên con đừng có sợ gì hết. Chứ chú không có bắt con làm bùa làm phép gì đây hết á. Đó. Cho nên con cứ yên tâm nha. Đó. Bây giờ trước tiên nè, chú hỏi con thêm một lần nữa. Nếu như thật sự con muốn đi vào chùa thì hãy cho chú thấy ý con có đồng ý hay không. Ồ vậy được rồi, tốt quá. Nè bây giờ nè, con chắp tay lại. Chú sẽ để cho con ba câu chú ở trong này cho con có thể hàng ngày nương theo nó và vô trong Phật pháp này kia con sẽ nghe được nữa, sẽ tốt cho con. Bây giờ con chuẩn bị nha, khi chú mở cái bình hồ lô là con phải nhảy vô liền nha.
Bây giờ con yên tâm, chú sẽ đưa con vào chùa thật nhanh. Thì cái nhà hồi nãy thì cả nhà cũng thấy mình giao tiếp với đứa bé, thì mình muốn dẫn đứa bé đi, mình thấy hình như là đứa bé nó ngại, nó sợ hay gì đó nhỉ. Nhưng đầu thì mình ngồi đó cũng khá lâu mà không có gọi được bé ra. Thì một hồi mình nói thêm một hồi nữa có lẽ là bé nghe, thì giống như là bé xuất hiện ra ngoài. Nhưng mà cấp đầu tiên thì có lẽ hơi bé sợ cả nhà. Thì mình nghĩ là vậy. Thì cả nhà bây giờ cả nhà cũng chung tay với mình cầu nguyện cho bé nha cả nhà. Trước khi mình đưa bé vô trong chùa thì mình cũng cho bé mà ba con chú trong đó. Đó. Cho bé cũng như là bé hàng ngày bé sẽ giữ được cái thân, cái linh hồn của mình sẽ luôn luôn tốt. Và có thể rất là nhanh chóng có thể là tu được. Thì một cái vong linh mà đã ở trong chùa cho đến hết cái tuổi thọ, mà khi mà đến thọ rồi có thể là xuống tới tới cái ngày mà mãn kiếp á cả nhà, thì bé xuống tới dưới diêm âm phủ thì tất nhiên là cũng không còn tội gì đó, mà có tội cũng không còn bao nhiêu. Như vậy nhưng mà ngộ đạo được thì càng tốt, người ngộ đạo tức khắc thôi cả nhà, nhanh chóng lắm. Bây giờ thì cả nhà mình cũng cùng cả nhà mình cầu nguyện cho bé nha. Thì có lẽ ngày mai mình sẽ, thì mình còn rất chỗ, nhiều chỗ nữa nha, chăn chỗ cô gái ở trong vườn chuối nữa. Mấy ngày nay mình không đến, đây là mình đang lẫn lượn cái nha. Mình đang lẫn lượn là không biết cái cô gái đó là do quỷ mặt cười giả dạng hay là chính cô gái đó. Còn cái thứ hai nữa, mình đang lẫn lượn là cái vong linh cô gái đó đang bị quỷ mặt cười khống chế. Nó có nhiều cái để cho mình suy nghĩ lắm đó nha. Mình cũng đang lẫn lộn, mình không biết đến đó mình sẽ đối phó như thế nào. Thì mình nghĩ quỷ mật cự rất là gian xảo, có thể là ổng không có vô trong cơ thể mình được, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ổng không có như là tấn công mình được, ổng đang chờ sơ hở của mình hay sao đó. Thì mình đang tìm cách để mà, nhưng mà mình đến khi mà cái ngày mình đến đó thì mình sẽ không nói gì hết cả nhà. Mình sợ hiện tại giờ ổng cũng đang theo mình, thì mình sẽ không nói gì hết những gì mình muốn làm với ổng. Thì bây giờ cả nhà ơi, mình xin kết thúc video cả nhà, hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha.
Bye bye nha cả nhà.